Ngày 14 tháng 10, Ford Việt Nam gửi thông báo thay đổi trên sản phẩm Ford Explorer tới các đại lý phân phối. Cụ thể, lốp tự vá thay đổi thành lốp thường và cửa hậu đóng mở rảnh tay thay thế bằng cửa hậu đóng mở điện. Ngoài ra, xe còn bị cắt cụm điều chỉnh điều hòa hàng ghế sau. Những thay đổi này có hiệu lực sản xuất từ tháng 7 vừa qua và thời gian giao xe dự kiến trong tháng 12. Ford Việt Nam cho biết những thay đổi này để phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Trong khi đó, không ít khách hàng đang có xu hướng tìm phiên bản sản xuất trước thời điểm tháng 7, vì mong muốn có những tính năng trên, đặc biệt là cụm điều chỉnh điều hòa hàng ghế sau. Dù bị cắt trang bị, nhưng Ford Việt Nam không thay đổi giá bán Explorer. Xe hiện có giá đề xuất 2 tỷ 399 triệu, đã tăng 33 triệu cách đây, vài tháng so với giá bán đề xuất 2 tỷ 366 triệu hồi đầu năm. Hiện tại, giá thực tế có thể trên 150 đến 170 triệu ở đại lý, nếu khách hàng muốn có xuất nhận xe sớm. Trước đó, số tiền lạc còn chạm mốc kỷ lục 350 triệu. Ford Explorer là mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá 2 tỷ. Tính đến hết tháng 10, Explorer đạt mức tiêu thụ 650 xe, vượt xa Toyota Land Cruiser Prado bán 327 xe. Đối thủ Volkswagen Terramont không được công bố doanh số, nhưng khó có thể chạm tới thành tích của mẫu SUV đến từ Mỹ. Ở thế hệ mới, Ford Explorer có sự khác biệt rõ rệt về thiết kế, từ kiểu dáng tổng thể đến cụm đèn, lưới tản nhiệt đều có đường nét mềm mại hơn. Đèn chiếu sáng nay đổi sang loại LED hoàn toàn. Bộ mâm vẫn kích thước 20 inch nhưng mang thiết kế mới. Khả năng cách âm của Explorer còn được cải thiện từ kính cách âm phía trước và phần cách âm giữa khoang động cơ và cabin. Nội thất xe cũng có thiết kế hiện hơn với vô lăng trông sang hơn, màn hình điện tử lớn sau vô lăng nhưng chưa phải loại digital toàn bộ. Màn hình trung tâm 8 in đặt nổi tích hợp sinh 3, hai màn hình gối đầu cho ghế sau, âm thanh BO12 loa cao cấp hơn trước, cửa sổ trời toàn cảnh. Cần số đổi thiết kế thành núm xoay. Dưới nắp capo cũng có sự nâng cấp về động cơ. Vẫn là máy EcoBoost dung tích 2.3 lít, nhưng sức mạnh đã được nâng lên công suất 301 mã lực và mô men xoắn 432 Nm, kết hợp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Về công nghệ an toàn, Ford tiếp tục chứng minh mình dẫn đầu trong phân khúc khi tích hợp gói Co-Pilot 360 lên Explorer. Gói này có các tính năng như cánh bảo điểm mù, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh tự động giảm va chạm, đèn pha cốt thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và camera 360 độ.